căn mũ căn m hoặc căn nx thì bằng x mũ một phần một phần đây n nè, một phần m xét m phần nhân nhân n n, ví dụ đi căn 7 bảy rồi căn căn 4 bốn của x x thì bằng x mũ một phần bốn nhân bảy hai tám đó. Nhìn vô nó dính mấy căn là lụm mấy căn, hai căn ví dụ cái nữa nè, căn 7 x căn 4 x bằng căn 3 x mũ 3 căn x, rồi giải sao ngu nè, thì nhìn từ trái sang phải, muốn nhìn từ trái sang phải hay từ phải sang trái, tùy muốn nhìn sao, trái sang phải từ trái sang phải, nhìn vô dính mấy căn, một x mũ một phần, chốt chốt chỗ đó chưa, đấy x mũ 2 này thấy không, xẹt dính mấy căn, hai căn căn mấy với căn mấy, bốn với căn bảy nhân đi bốn 20, hai mươi bảy 4 nhân 7 ra 27, cái thằng này thiệt. hai mươi tám Tiếp x mũ 3 nè, dính mấy căn, ba căn 1 2 3 nè, ra nhiêu, bốn ba 13 13 nhân 7 á 91 cái gì, 13 nhân 7 4 nhân 3 12, với làm gì 4 nhân 3 13, cái thằng này á. Tiếp x 1 phần 84 đây là 3, ủa lộn, đây là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 7 này ra nhiêu, 2 7 3 nhân 4 3 nhân 2 nhân 4 168 chắc như vậy. 7 nhân 2 nhân 3 nhân 4 Rồi thấy nhân không? Nhân thì lấy gì, mũ cộng gì? Cộng giùm em đi, cộng hết vô. 1 phần 7